Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2024, Thành ủy Tân An long trọng tổ chức lễ trao tặng, truy tặng quy hiệu đảng cho các đảng viên. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Tân An Lê Công Đỉnh dự lễ. Dịp này, toàn đảng bộ thành phố Tân An có 74 đảng viên vinh dự nhận quy hiệu của đảng. Trong đó có 2 đảng viên nhận quy hiệu 65 năm tuổi đảng. Ban Thường vụ Thành ủy trao tặng, truy tặng quy hiệu đảng cho 54 đảng viên. Đảng ủy các xã phường trao cho 18 đảng viên. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Tân An Lê Công Đỉnh chúc mừng, ghi nhận những cống hiến to lớn của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của đảng nói chung và của đảng bộ thành phố nói riêng. Đồng thời mong muốn các đảng viên với uy tín và trách nhiệm của mình tiếp tục gương mẫu đi đầu, thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.